Hello mọi người, thì như bạn cũng thấy á, thì trên bàn mình đây là một cái sản phẩm khá là drama. Nếu như các bạn mà có coi trên YouTube hoặc là trên những cái group ở trên Facebook về cái mẫu điện thoại này, thì đây là mẫu Realme C67, nào là ngáo giá, rồi nào là với mức giá niêm yết là khoảng 5-6 triệu đồng thì cực căng, cực khó, hoặc là trên Facebook thì chê khá là nhiều luôn. Thì mình cũng đã coi qua những cái video và những cái bài viết chê về mẫu Realme C67 này rồi. Tất nhiên nếu mà trên quan điểm cá nhân của mình á, thì nếu như ở với cái mức giá niêm yết của cái sản phẩm này thì chắc chắn luôn thì mình cũng sẽ chê cái sản phẩm này thôi. Nhưng mà khi mà các bạn coi video này thì bạn cũng biết rồi, mình đang làm một cái series ở trên TechLab về những cái sản phẩm mà các bạn có thể mua được với một cái mức giá nó ổn áp hơn, tất nhiên là hàng cũ, nhưng mà các bạn có thể mua được ở những cái đại lý lớn chẳng hạn như là Thế Giới Di Động hoặc là Sephonet, và có khi và đôi khi vẫn còn bảo hành rất là dài cho các bạn sử dụng ha. Thì mình để luôn cái playlist ở đây cho các bạn coi nè, mình từng làm về những mẫu chẳng hạn như là Vivo V29 rồi Xiaomi 11T, Xiaomi 12T Pro, đều là những cái máy mà nếu như các bạn mà săn được hàng ngon thì các bạn có một cái trải nghiệm sử dụng rất là tốt. Thì chiếc Realme C67 này thì tiếp tục mình lại săn ở trên trang web của bên Thế Giới Di Động. Khá là may mắn luôn, khác những cái mẫu máy lần trước mình mua thì máy này người dùng trước họ đã dán toàn bộ máy, dán luôn cả cường lực, nói chung là đầy đủ hết. Nhưng mà do là mình quay video cho các bạn coi cho nên mình phải gỡ ra ha. Nếu như các bạn mà tìm được những máy này thì coi như là mua về và sử dụng luôn, không cần phải tốn thêm một khoản chi phí khoảng chừng 100-200 ngàn nữa để mua phụ kiện cho nó. Rồi, vậy thì với cái mức giá rơi vào khoảng 3 triệu cho tới 3 triệu rưỡi ở trên những cái shop thì cái mẫu máy này có đáng mua hay không thì hãy cùng mình phân tích nha. Cái đầu tiên, cái điểm mà mình thấy đáng giá nhất ở trên cái mẫu Realme C67 này mà các bạn có thể nhìn thấy ngay trên màn hình luôn, đó chính là về thiết kế của cái mẫu máy này. Thì có thể nói luôn với cái tầm giá mà mình đánh giá là dưới 5 triệu đồng đi, thì Realme C67 là một trong những mẫu máy có thiết kế sang nhất, đẹp nhất mà các bạn có thể sở hữu được. Có hai màu mà các bạn có thể tìm thấy, đó là màu đen và màu xanh. Nhưng mà với mình thì mình thấy màu màu đen nó sang trọng hơn hẳn. Đây mình có thể show cho các bạn coi luôn, từng những cái vân ống ánh ở đây, phần viền kẽ màu vàng gold ngay phần cụm camera này, ngay cả cụm camera này làm cũng rất là khác biệt so với những mẫu máy trong cùng phân khúc ha. Nếu như mà chấm trên thang điểm 10 đó, thì mình đánh giá chiếc máy này có cái thiết kế phải nói là 9 điểm nếu như trong cái phân khúc giá mà dưới 5 triệu đồng. Rồi, thì cái mẫu máy này có một cái màn hình kích thước khá là lớn, lên tới là 6,72 inch, tấm nền là IPS LCD, độ phân giải là Full HD cộng, và kèm với đó là tần số quét 90 Hz. Thì trong quá trình mình trải nghiệm khoảng một tuần qua trên cái mẫu máy C67 này thì mình đánh giá là cái mẫu máy này có chất lượng hiển thị khá là tốt, có thể nói là cũng rất là ok, ngon lành luôn. Nếu như mà phải so sánh với những cái mẫu máy mà thông dụng các bạn thấy chẳng hạn như là đến từ Tecno hay Infinix thì mình đánh giá là mẫu máy này có một cái nhà sản xuất họ tune cái màn hình này, nhìn nó rất là dễ nhìn, nó vẫn rất là đậm đà, tuy không phải là AMOLED nhưng mà mình thấy vẫn rất là ok khi mà mình trải nghiệm những cái tác vụ chẳng hạn như là coi phim trên Netflix, coi YouTube hoặc là chơi game thì mình đánh giá nó ổn. Về cái tần số quét thì nếu như cái mẫu máy này mà có tần số quét mà 120 Hz thì có thể nói là 10 điểm không có nhưng luôn. Thì cái mẫu máy này rất tiếc chỉ dừng lại ở 90 Hz mà thôi. Thì trong quá trình mình xài, khi mà cái mẫu máy này không có một cái cấu hình quá là cao và kết hợp với một màn hình chỉ là 90 Hz thôi thì nó vẫn mượt, nhưng đôi khi mình sẽ thấy cái hiện tượng giật giật xảy ra khi mà mình ra vào và chuyển đổi giữa các ứng dụng. Nếu như bạn nào á, mà mua cái máy này làm máy phụ, có một cái máy khác có một cái màn hình tần số quét 120 Hz á, thì các bạn sẽ qua đây các bạn sẽ thấy nó khựng liền, nó hơi giật giật nhẹ một chút xíu, nhưng mà xài một thời gian thì nó cũng sẽ quen mà thôi. Cái điểm cuối cùng mà các bạn cũng cần phải lưu ý đó chính là do cái đặc tính của cái màn hình IPS LCD cho nên cái phần khu vực vần viền bên cạnh cái camera selfie đục lỗ đây thì nó sẽ hơi bị đen nhẹ. Nhưng cần phải nói rõ luôn là với chiếc, không biết là những chiếc máy nó khác như thế nào ha, nhưng mà với chiếc máy mà mình mua được á, thì cái phần mà nó bị hơi hơi đen đen ám nhẹ nhẹ ở phần camera trên chiếc C67 này nó cực kỳ ít luôn, phải nhìn kỹ mình mới thấy được, không như là những cái mẫu máy mà đến từ những thương hiệu mà giá rẻ khác thì cái phần viền trên camera nó bị ám đen rất là nhiều. Còn cái mẫu máy này thì mình thấy nó không quá là
nhiều đâu, các bạn có thể thoải mái sử dụng mà không hề bị ảnh hưởng tới thị giác trong quá trình sử dụng. Thì chiếc máy này tuy thuộc mức giá rẻ nhưng mà vẫn được trang bị loa kép. Mình đã từng thấy những cái mẫu máy tầm trung của năm 2022, năm 2023 mức giá lên tới 7-8 triệu đồng thì nó vẫn được trang bị loa đơn mà thôi. Chẳng hạn như là mẫu Vivo V29 mà mình đã hand on cách đây mấy ngày ha, thì mẫu máy này vẫn có một cái loa kép, một cái các bạn sẽ thấy nằm ở bên dưới và một cái nằm ngay phần phía trên màn, phần cạnh trên của màn hình. Thì vì có loa kép này sẽ có thể nói là giúp cho cái việc giải trí của bạn nó nâng lên khá là nhiều. Mình thoải mái sử dụng cái máy này để chơi game và coi phim trên Netflix một cách vô tư. Và một cái điểm mà mình thấy khá là hay đó chính là việc nó được trang bị một cái phần loa ở ở đây và một cái loa ở ngay phần cạnh trên màn hình, cho nên khi mà mình cầm mình chơi game hoặc là cầm theo hướng ngang như vậy á thì cái lòng bàn tay của mình không bị che cái cổng loa này, cho nên là cái âm thanh nó ra nó không bị ảnh hưởng. Còn về chất âm của cái loa này thì mình đánh giá chỉ ở mức trung bình thôi, các bạn cũng hiểu ha. Thì loa trên điện thoại mà nhất là điện thoại giá rẻ thì chỉ là nó đáp ứng được là mức âm lượng ở mức vừa phải đủ để đáp ứng cho các bạn mà nghe nhạc giải trí ở mức cơ bản. Realme C67 có một cái cụm camera nhìn rất là đẹp ha. Nhìn vô các bạn sẽ thấy là giống như nó có hai cái ống kính đặt trong một cái cụm số 8 như vậy. Nhưng thực chất chỉ có một cái cảm biến chính có thể chụp hình được, đó chính là cái camera 108 megapixel ở đây kết hợp với một cảm biến phụ để đo độ sâu trường ảnh và chụp ảnh macro. Thực ra mà nói thì cái con số 108 megapixel ở đây nhà sản xuất có ghi thêm chữ là AI camera ra rồi điện toán đám mây AI các thể loại này đó chứ bắt trend thôi. Rồi đánh giá về cái camera này thì mình đã thử dùng chiếc máy này để mình test trong nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn như là chụp ở ngoài trời, chụp cà phê, chụp ban đêm và các thể loại luôn. Đừng ép những cái camera như vậy mà chụp vào những cái điều kiện khó, chẳng hạn như là buổi tối hay này nọ. Buổi tối thì các bạn nên đi ngủ hoặc là đi chơi đi chứ không nên chụp hình đâu, bởi vì nó không đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Thì đây mình sẽ show một số bức ảnh mình demo chụp cho các bạn coi. Trong cái điều kiện đầy đủ sáng thì các bạn sẽ thấy là chất lượng ảnh chụp cho ra khá là tốt. Nếu như so với tầm giá của nó là 5-6 triệu đồng đi thì nó ở mức gọi là tương đối tốt. Nhưng nếu như các bạn mua được cái máy này ở mức giá 3 triệu đồng thì có thể nói là tốt luôn. Độ chi tiết rất là cao bởi vì hình ảnh nó được nén pixel từ 108 MP xuống 12,5 MP, cho nên là các bạn chụp xong các bạn có thể zoom ra và coi soi rõ chi tiết bên trong. Tất nhiên nếu như mà ánh sáng nó chừng hơi lờ một chút xíu các bạn sẽ thấy cái hiện tượng gọi là noise khá là rõ rệt. Nhưng mà nếu mà đầy đủ sáng thì nó rất là ok. Và nếu như up lên mạng xã hội bị giảm chất lượng sai nữa thì các bạn sẽ thấy là chất lượng ảnh như vậy là đã đủ xài rồi. Thì mà nó dùng cái này để mình chụp khi mình ngồi cà phê nè, hay là mình thử mình chụp sản phẩm thử thì nó cũng tương đối ổn. Đó, cho nên là các bạn cũng có thể tự tin dùng cái máy này để chụp hình ở điều kiện đầy đủ sáng như mình có nói hồi nãy nha. Khi các bạn vào phần mềm á, thì các bạn sẽ thấy là nhà sản xuất sẽ cung cấp cho các bạn ba chế độ zoom mặc định, đó là 1x, 3x và 5x. Nhưng mà theo mình thấy là chụp ở chế độ 1x là ổn định nhất, còn 3x thì giống như là kiểu là các bạn muốn soi một cái vật thể nào đó các bạn chụp cho có thì cũng được. Tới 5x thì nó bị noi và mất chi tiết khá là nhiều. Còn nếu mà cố gắng đẩy lên 10x thì ảnh giống như là cho vui thôi, gần như là không thể nào sử dụng được hết. Rồi, đến với camera trước thì camera trước trên cái mẫu máy này thì cũng dừng lại ở mức cơ bản thôi, đó là độ phân giải 8 MP, nhưng mà nó có lấy nét tự động, chính vì vậy mà các bạn có thể kiểm soát được khung hình nó tốt hơn trong quá trình các bạn chụp ảnh tự sướng ha. Cái chất lượng ảnh tự sướng thì như mình đánh giá thì nó cũng ở mức gọi là tạm ổn trong điều kiện đủ sáng. Khi mà nó vừa ra mắt với mức giá khoảng chừng 5-6 triệu đồng thì chiếc máy này được trang bị một cái cấu hình với con chip Snapdragon 685 kết hợp với đó là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Thì có thể nói thì RAM 8GB với bộ nhớ trong 128GB là một cái mức bình thường không có gì hết, nhưng mà con chip 685 là một con chip khá là lỗi thời rồi. Và thậm chí nếu như mà đo về sức mạnh thuần trên những cái bài test chẳng hạn như là AnTuTu Benchmark á, thì nó còn yếu hơn cả con Helio G99. Thì tất nhiên với cái mức giá mà 5-6 triệu đồng á, thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu những mẫu máy có con chip G99 rồi, hoặc thậm chí là MediaTek Dimensity thế hệ mới luôn. Thì con chip 685 này nó hơi bị yếu khi mà xét với cái mức giá khoảng 3 triệu đồng đi. Thì con 685 này là con chip cho một cái hiệu năng ở mức vừa phải, và nó thực sự chỉ tối ưu dành cho những bạn nào mua cái máy này về là một cái máy phụ để chụp ảnh, để selfie, để livestream Shopee hay là làm những cái việc nó nhẹ nhàng, chứ không thật sự quá là tối ưu cho việc chơi game ha.
Cái tựa game mình chơi nhiều nhất là tựa game Đấu Trường Chân Lý TFT. Nó không đòi hỏi cái mức cấu hình quá là mạnh cho nên vẫn chơi ổn. Còn nếu như vô những tựa game nặng hơn một xíu, chẳng hạn như là PUBG Mobile hoặc là Liên Quân Mobile đi, thì chơi ổn ở mức gọi là setting tầm thấp cho tới tầm trung thôi, chứ không lên được gọi là max setting. Và tất nhiên rồi, mình sẽ không bao giờ mình test trên con máy này Genshin Impact cả, bởi vì nó rất là phí thời gian và mình biết luôn là nó không thể nào chơi ổn được. Thì con Realme C67 này được trang bị viên pin lên tới 5000 mAh, kết hợp với đó là sạc nhanh 33W, do là một cái máy màn hình không tần số quét không quá cao nè, cấu hình cũng chỉ ở mức gọi là bình dân tầm trung thôi, thì mình đánh giá là chiếc máy này có thời lượng sử dụng pin rất là tốt. Mình đã thử nghiệm là mình sạc đầy cái máy này xong, mình để độ sáng màn hình là 100%, bật full Wi-Fi và 4G, tiến hành chơi game và coi YouTube, thì cái con số thời gian on screen mà mình đo được thì rơi vào khoảng 6 tiếng đồng hồ on screen liên tục, tính từ lúc nó còn 100% pin cho tới lúc nó còn 5% pin ha, thì mình đã chơi game trong vòng hơn 4 tiếng đồng hồ, coi YouTube hơn 1 tiếng rưỡi, và có đo luôn AnTuTu Benchmark thì mình thấy là cái con số gọi là 6 tiếng on screen, một con số khá là ổn. Nếu như bạn nào mà không chơi game luôn đi, chỉ dùng để check thông báo, xem email hoặc là lướt TikTok, xem YouTube nhẹ nhàng, thì mình nghĩ là các bạn có thể xài trọn vẹn một ngày cho tới khi các bạn cần phải sạc lại. Để tổng kết lại thì Realme C67 này có thật sự đáng mua hay không? Thì câu trả lời đó là nó hơi khó hơn chứ những cái mẫu máy mà mình đã từng review trước ha, bởi vì những chiếc máy kia nó sẽ có những cái điểm nó mạnh vượt trội luôn. Còn riêng cái mẫu máy này thì các bạn cần phải xác định đó là các bạn có chơi game hay không. Nếu như các bạn mà có nhu cầu chơi game là chính á, thì các bạn loại bỏ luôn cái mẫu máy này ra cho mình luôn, bởi vì mẫu máy này sẽ không, một con chip không đủ mạnh để chơi game ở thời điểm hiện tại luôn. Ngược lại, nếu như các bạn cần một chiếc máy nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng, sở hữu một cái thiết kế nó sang trọng nè, và một cái camera chụp ổn định trong điều kiện đủ sáng, kết hợp với đó là một màn hình kích thước lớn hiển thị đẹp, săn được ở mức giá 3 triệu đồng, thì Realme 67 có thể nói là một sự lựa chọn khá là tốt. Rồi, bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới một máy Realme C67 hoặc là một mẫu máy nào đó mà các bạn muốn mua nhưng mà vẫn còn lấn cấn thì hãy comment ngay bên dưới nha, mình sẽ xem và trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.